Hello, chào mọi người. Hôm nay là cũng rảnh rỗi, tôi đang tiếp tục làm cái clip nói về cái dòng xe Underbolt. Thì trước đó thì tôi có làm cái clip nói về cái xe Honda Dam, Suzuki Dam, Yamaha Dam này các thứ. Nói về cái dạng là xe Dam với xe nữ với xe nam. Nói về cái nam tính hay là nữ tính của cái dòng xe Honda Dam. Thì cũng có số bạn thì cũng lên cũng nói là nói tào lao này nọ rồi các thứ, có bạn thì cũng công nhận là đúng, rồi có bạn nói là không hiểu biết về cái dòng xe Underbolt. Thì hôm nay tôi mới làm cái clip này để chia sẻ với anh em. Thì nói chung trong chúng ta thì mỗi người nó giỏi về một cái lĩnh vực, người kỹ sư bác sĩ, người là kỹ sư về cơ khí về xe cộ các thứ, thì không có ai mà hiểu biết hết về mọi thứ hết. Thì ai hiểu về cái phần nào, về cái mọi lĩnh vực nào thì nói về xe thì ai hiểu tới đâu biết tới đâu thì mình cũng chia sẻ để tìm hiểu. Có những người có cái đam mê, tôi thì tôi là đam mê xe, nói chung cũng đam mê đủ thứ, xe cộ các thứ. Thì nói chung là tôi lớn tuổi rồi, nhiều khi nói chuyện thì nó cũng hơi xưa một chút, các bạn thông cảm. Nói về xe Underbolt thì tôi nói như thế này: các bạn vẫn cởi cho những chiếc Underbolt hàng ngày, nhưng có thể một vài người trong chúng ta đang lơ mơ về định nghĩa của dòng Underbolt. Thì nếu mà nói về xe hai bánh, xe mô tô thì trước năm 75 thì Honda nó có ra dòng xe là 67, 68, Honda Dam. Và thập niên 60, thập niên 70 thì nó ra dòng xe là Super Cup. Thì những cái thời năm đó thì không có người ta không có gọi là theo từng model như xe bây giờ. Bây giờ thì người ta ra năm nào thì nó có từng model có tên gọi. Chẳng hạn như là Pinchers, Winner, Novo, AB, Lead này kia các thứ. Hồi xưa thì chỉ phân biệt model theo từng năm thôi, như 67 là nó năm 67, sản xuất năm 67, sản xuất năm 68 thì là gọi là 68, là 70, là 72, rồi đến thời Super Cup thì nó vẫn gọi là Cup 78, Cup 79, Cup 80, 81, 82. Thì cái khoa học nó càng ngày càng phát triển thì cái cuộc sống thì nó cũng hiện đại, nó tiên tiến. Thì cái thập niên 90 á, thì Honda nó ra cái bản là Honda Dream, nó là Dream 1, Dream 2, gọi là giấc mơ 1, giấc mơ 2 đó. Thì từ cái mẫu xe Dream đó thì người ta mới gắn thêm một cái tên cho nó nữa là dòng xe Underbolt. Thì Underbolt là cái dòng xe như thế nào để phân biệt, thì nó có nhiều cái dòng xe đó, thì Underbolt rồi Naked Bike, rồi Sport Bike gì lắm, nhưng mà mình đây thì nói đại khái về dòng xe Underbolt thôi. Đó, dòng xe Underbolt đó là một kiểu dáng xe máy sườn đầm, động cơ xe thiết kế là với dung tích là phân khối nhỏ, xây dựng trên một khung sườn bằng kim loại có thể biến tròn có đường kính lớn, rồi thiết kế dạng mở, bình xăng thì nằm dưới yên xe của người lái. Đây là dòng xe phân khối nhỏ phổ biến nhất ở Việt Nam. Hiện nay hầu hết các mẫu xe có trên thị trường Underbolt như là Way, Pinchers, Seawood, Accenter. Đặc điểm của dạng xe này thì nói chung thì nó cũng là xe dạng là phổ thông. Đặc điểm chính của loại xe này là động cơ đặt dưới khung sườn, bình xăng ở dưới yên,
Giới thiết kế này trọng tâm xe lùi về hoặc ở nằm ở giữa phần đầu xe nhẹ nhàng. Dòng xe này còn có thể biến thể khác được gọi là như các mẫu xe Suzuki Raider 150, Honda Nova. Đó thì cái dòng Newborn thì nó đại khái này nó là nó dạng vậy. Thì cái dòng xe Audubon này nó cũng được phổ biến trên toàn thế giới chứ không phải riêng vậy Việt Nam. Nói riêng về cái khu vực châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, nhiều dòng xe khác nói chung, Audubon nói riêng đã chiếm lĩnh thị trường, cũng như là phần tất yếu của sinh hoạt cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Động cơ điển hình của dòng Audubon đó thường là từ 50 đến 150cc, là dạng không khói nhỏ. Nhưng mà nó cũng có cái gia tốc là đạt đến có thể là 150 km/h, mặc dù là thân hình nó nhỏ bé, động cơ nó là dung tích nhỏ. Nói chung á, dòng xe Audubon là một dòng xe dễ tính, nam nữ gì cũng có thể sử dụng được, chứ không có nói riêng về là xe này là để dành riêng cho ai. Nhưng mà kiểu dáng thì rõ ràng là kiểu dáng là sườn đầm, nhưng mà cái thông dụng của người Việt Nam mình thì cái nào nó tiện dụng thì mình sử dụng thôi. Đó thì nam nữ đều sử dụng được, nhưng mà nói về nam tính thì nó cũng không được nam tính lắm, mà nói về nữ tính thì nó rất là nữ tính đó, tại vì cái kiểu dáng thon nhỏ gọn. Còn nói về cái tiện dụng thì bây giờ ở thị trường Việt Nam mình nó đi cái dòng xe Audubon thì nó riêng về cái dòng xe sườn đầm này thì nó thiết kế là nó có cái ba ga giữa nè. Này, tại tôi gắn cái thùng để đựng đồ, thì cái bình ở trong cái bình xăng này nó có cái hộc chứa đồ, nhưng riêng chiếc Winner thì không có, như những chiếc là Nuvo, là Avalanche, Lead này kia nó có thùng chứa đồ rất là lớn, nó rất là tiện dụng. Đồng thời cái ba ga bên đây thì nó có những cái móc để mình treo đồ cho giỏ cho những chị em ta đi chợ, đi búa đồ thì cứ máng lên đó, cái khác chị em đi chợ thì cứ máng hai bên lùm đây, cất xe để là mũ bảo hiểm hay là khăn chùm mặt gì đó, các thứ bao tay rồi đó, thì các nó rất là tiện dụng, thành ra là nó phổ biến rất là mạnh. Thì cũng hôm nay chia sẻ một phần với anh em còn nếu mà mình tạm hiểu về cái chữ Audubon hay là dòng xe Audubon đó là tạm hiểu thôi nha, theo tôi thì chứ là không có dịch chính xác được, nó là dân chơi xe, nó là tạm hiểu cái tiếng cái chữ của Audubon đó là dân chơi xe. Thì các bạn nào đã có đi những cái dòng xe Audubon thì chính tôi cũng là thấy về cái mặt là tiện dụng của nó, thành ra tôi mới mua chiếc này. Nhưng mà riêng cái chiếc này á, tôi mua tôi để dành đi chơi xa thôi, chứ mà đi hàng ngày tôi không có đi đó. Để dành đi chơi, đi phượt, theo cái tuổi trẻ bây giờ gọi là phượt. Tôi thì tôi thích đi xa xa về miền Tây, miền Trung. Tôi đã đi tới Đà Nẵng,
đi tới là Quế, xe tôi đi là hôm nay được là 7.417 cây. Là chỉ có đi Sài Gòn mấy bận để mình đi làm, nói chung là xe này là zin hết, tôi không có thay đổi gì hết, nhưng mà cũng có thêm là cái đèn trợ sáng nè, đi đêm rồi nó cho nó đủ ánh sáng. Còn những cái này là thùng chứa đồ, thùng UV nè, người lớn tuổi là đi không cần ba lô là bỏ trong thùng nữa, nó gọn. Còn sên nhông dĩa là gym, đi tới nay là vẫn ok, không có gì hết, vỏ gym luôn nha, vỏ gym của nó luôn. Mà kiến rồi còn để nguyên hết để nhìn kiến chiếu hậu. Đó thì nay cũng chia sẻ dòng xe Underbone cho các bạn xem, hiểu cái ý nghĩa của dòng Underbone là như thế nào. Thì nói chung thì đa số là người ta cũng biết hết rồi chứ không phải không biết, nhưng mà tại vừa rồi tôi có đăng cái clip đó là có nhiều bạn nói là tôi là không hiểu biết. Thì tại vì tôi lớn tuổi, tôi nói kịp theo xưa thôi chứ còn hiểu biết thì cũng biết chút chút chứ không phải là mù tịt. Thì các bạn nào có những ý kiến nào hay hơn thì cứ comment đóng góp để cho những người thích xe, đam mê xe rồi thì ta có cái chia sẻ với nhau, chứ cũng không có ai mà hiểu biết hơn ai hết. Còn hôm mấy bữa trước tôi có đăng cái clip là ga tự động xe Winner, ga tự động đó, các bạn cứ tìm hiểu thêm đi, cái ga tự động nó hay lắm, nhưng mà tôi thì không có thuyết minh hết được, là tôi đã trải nghiệm thực tế luôn rồi cho các bạn xem rồi, chứ không phải bị lỗi mà ga không đều đâu, không phải đâu. Khi mà mình mở cái tua máy đầu tiên lên á thì nhớt nó chưa có bơm lên được cái chục cam, thì cái ga nó phải lớn để cho nó hoạt động cái máy, bơm nhớt rồi lên cái chục cam là đầy đủ hết rồi, từ từ rồi nó sẽ ổn định lại, là nó sẽ giữ cái mức là 1.500 đó. Thì cái dòng tua nó là nó ổn định trong cái mức đó, nhưng mà khi mình vô số 1 á, mình chạy không tải á, thì khi đã có tải rồi thì sự chuyển động của cái máy chục là nó đưa về cái chuyển động như bánh sau để nó di chuyển xe mình á, thì nó sẽ tác động lên cái ga tự động là nó sẽ nhịp lên xuống lên xuống lên xuống. Còn các bạn mà bắt đầu chạy á, khi mà nó lên dốc á thì tự động nó sẽ tăng ga, thì nó mới lên được cái dốc đó. Khi mà hết cái dốc rồi nó trả lại bình thường, thì tốc độ nó chạy đều vậy, mà dốc nào nó lên vẫn nổi đó. Tôi đã chạy thử rồi, không cần can thiệp vô ga vậy, nó vẫn chạy nổi. Đó là cái ga tự động. Thì cái ga tự động này nó có trên cái máy nổ lâu rồi chứ không phải là mới đây, nhưng mà nó áp dụng cái xe hai bánh này thì nó chỉ mới đây thôi, nhưng nhiều xe trước thì cũng có. Nói về ga tự động đó, các bạn hiểu đại khái như là cái máy nổ mà phát điện mini á, là máy Honda 5 ngựa đó, khi người ta cúp điện để ta sử dụng trong gia đình hay là những cái quán xá nhỏ vậy đó, thì khi mà cúp điện là đem ra trước nhà người ta để nó nổ máy, là nổ từ sáng tới chiều luôn. Thì nó phải dùng ga tự động, chứ nhiều khi trong nhà đang xài bình thường là nó khoảng là 1 kg điện, mà khi mà bạn bật cái công tắc của những cái máy quạt hay là những cái gì hay là nộp cơm điện nào đó, thì cái dòng điện tiêu thụ mình sẽ tăng. Thì cái ga tự động của cái máy phát điện nó sẽ tự động, khi mà dòng điện mình tăng thì nó sẽ ga tự động sẽ tăng theo để nó nổ, nó phát ra cho đủ điện đó, thì đó thì gọi là ga tự động. Đó, mình giảm điện, lượng điện tiêu thụ thì cái máy nó sẽ nhỏ lại mà hả, chứ không phải là mỗi lần mình xài cái gì cái mình chạy ra mình tăng cái ga thì nó đâu có được, bất tiện quá. Thì tao mới chế ra cái ga tự động của cái máy nổ máy phát điện mà gắn cái dynamo vô đó, là nó kéo để nó phát ra cái nguồn điện 220 cho mình sử dụng đó. Thì khi mà các bạn trong nhà bạn tăng cái nguồn điện sử dụng thì máy tự động nó tăng lên đó, lên xuống là tùy theo cái mức độ tiêu thụ của mình. Thì cái nguyên tắc xe thì cũng vậy, khi mà cái lượng mà
cái sức kéo của chiếc xe mà nó cần nó kéo lên trong một đoạn dốc đó, thì đương nhiên ga tự động nó sẽ tự bù ga vô để cho xe mình nó vượt qua cái đoạn dốc đó. Đó thì đại khái cái ga tự động nó như vậy. Thì các bạn hãy tìm hiểu thêm về những cái gì đó để mà mình phát huy được cái sở hữu chiếc xe của mình. Chứ cái ga tự động mà mình của người ta chế tạo cái quá hay mà các bạn cứ lo là lỗi này nọ, các bạn chỉnh cho nó mất cái ga tự động đi rất là uổng. Đó, những cái máy mà nó hoạt động lâu năm thì nó sẽ mất cái ga tự động đi, mà cái nguyên tắc hoạt động của nó như thế nào thì tôi cũng không nắm được. Em nói về tôi không phải kỹ sư về cơ khí là máy móc, thì tôi cũng hiểu được cái phần đó, nhưng tôi hiểu được cái vận hành của cái ga tự động là như vậy. Thì nói tới đây thì cũng hơi dài dòng, tôi cũng tạm biệt nha. Rồi, hẹn các bạn là clip sau tôi sẽ nói về cái vấn đề nhớt. Xe tôi là đang xài nhớt hãng, đi tới đây là vẫn ok, không có gì hết. Tại vì cái máy DLC là máy đứng trục cam thì không có mặt đạn, thì nó cần cái nhớt hãng là nó thống kê nó là 10, 15, 30 vậy đó, là 30 thì nó mới đủ chắc lỏng đó. Để mốt tôi làm tôi nó sẽ kỹ, nó kỹ hơn những cái này nè. Tạm biệt ha.